xin chào các bạn đọc thân mến của cổng thông tin điện tử alo bác sĩ tôi là bác sĩ trần ngọc lưu phương rất thường tư vấn trên kênh thông tin điện tử alo bác sĩ hôm nay tôi rất vui để gặp lại các bạn để giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe của chúng ta và ngày hôm nay cái chủ đề của tôi mà được gặp rất là nhiều người thắc mắc mà không biết tỏ cùng ai À, là cái vấn đề đi cầu, vấn đề nghe nó hơi tế nhị, màu sắc của phân, rồi ảnh hưởng cái gì ở trong phân đó, cái chuyện này nhiều khi khó nói lắm, ừ, mà có vẻ nó dơ dơ dơ, à, làm ra cũng khó hỏi cũng khó ngại. Thì bây giờ những chủ đề đó là gì? Nhân có một trong một cái đêm trực là một cái bạn đọc đã hoảng hốt gọi đến đâu bác sĩ bởi vì là coi như đi cầu phân rồi là mình gọi là đỏ lòm mà đỏ tươi đỏ quá nó chết rồi tôi máu trong ruột tôi trong người tôi đầy hết rồi thế nhưng mà sau khi mà tư vấn ra rõ thì là rốt cuộc là bạn mày ăn thanh long ruột đỏ ăn thanh long ruột đỏ về sợ quá đi không nhớ ra không nhớ ra là mình ăn thanh long ruột đỏ rồi thấy, thấy là thấy là nghe mà nghe mà đọc sách vở nhiều quá thì thấy là đi cầu mà màu đỏ thì đúng là hoảng thật. Tôi cũng hoảng chứ đừng có nói là các bệnh nhân. Như vậy như vậy mình hiểu đúng kiến thức về những loại thức ăn và thuốc như thế nào mà nó ảnh hưởng tới phân mình như thế nào. Thế nhưng người bình thường của chúng ta, người bình thường của chúng ta là đi cầu một tuần, một tuần tốc độ đi cầu tôi gọi là tốc độ đi cầu nha của chúng ta là khoảng từ bốn lần cho tới có thể tới 10 lần một tuần. À, tại vì cái, cái 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 mà ruột mà chúng ta nó, nó tống chất cặn bã cũng tùy thuộc chúng ta ăn nhiều hay ít và tùy thuộc là cái ruột nó nó bớt nhẫn nhơ hay là nó bóp gọi là tích cực nhưng mà đại khái chung quy loài người của chúng ta thì nó đi cầu khoảng cái số lần người ta tính theo số lần trong tuần chứ ai tính số lần trong ngày. Một tuần đi cầu trung bình từ 4 tới 10 lần. À, nếu chúng ta nằm trong khoảng đó là bình thường. Rồi về phân chúng ta là chúng ta đã đi cầu rồi, phân chúng ta có khuôn rồi đàng hoàng. Và thông thường phân của chúng ta luôn luôn sẽ có phải có màu. Ngày ngày bé chúng ta hay thấy là ngày nào chúng ta cũng sản xuất ra vàng hết trơn á. À, nhưng mà vàng đó chẳng ai thèm mua. À, nếu mà vàng mà nó nhiều như chúng ta sản xuất ra mỗi ngày thì vàng hết quý rồi. Kim cương hết quý rồi. À, à. À, có nghĩa là phân chúng ta hơi nhậm vàng cái này người nào cũng vậy vàng ở các mức độ khác nhau. À, nhưng mà đều phải nhuộm màu vàng. Lẽ đương nhiên không có vàng chóe như vàng 24 bốn số 9 đâu. Vàng cũng vừa vừa. Đấy. Nó à, đương nhiên nó độ dao động vàng nó cũng thay đổi tùy người. Bởi vì sao? Theo sinh lý bình thường của cơ thể con người chúng ta à, trong phân chúng ta có cái chất gọi là stercobilin là stercobilinogen hai cái chất đó. Hai chất đó là từ cái mật của chúng ta, mật, cái túi mật nằm sát cái gan đó. Mỗi ngày nó đẩy ra ngoài Hãy tiêu hóa và nó sẽ biến đổi uh, Trong phân thành, đó uh, tôi nói hai cái chất tên là stecobilinogen và stecobilin Thì hai chất này là nó luôn luôn có cái màu ánh vàng à, Tôi mới chọc là mỗi ngày chúng ta sản xuất ra vàng rất là nhiều à, Cả thế giới này, con người sản xuất ra vàng nhiều dữ lắm ha. À, thế thì là nó cái màu nó ánh vàng như vậy đó là phân rất rất là bình bình thường rồi à, như vậy thì phân có những cái màu sắc bất thường gì cái mà làm chúng ta quản hốt nhất là nó ra máu nó ra máu à, tức là nó ra màu 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 đỏ máu có hai loại máu đỏ và máu máu sậm màu máu sậm màu tức là thường nó là phân đen thường nó là phân phân đen à tại vì là máu mà qua mà đi hết cái ruột cái, cái đường tiêu hóa của ta nó bị biến đổi nó còn đỏ nhiều nữa mà nó đổi thành phần đen là nó thay đổi à nó do những cái cái men những cái con vi khuẩn trong ruột chúng ta nó thay đổi cái 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 chất máu chúng ta chất máu chúng ta là hemoglobin thì nó bị biến đổi thì nó phải xanh màu đi à, ngay cả bình thường chúng ta bây giờ tôi đơn giản à, tôi chúng ta cắt máu ăn thề à, cắt máu ăn thề máu chúng ta nhỏ ra mới đầu đỏ, chúng ta để ngoài không khí một thời gian nó không còn đỏ như lúc chúng ta mới cắt máu ăn thề nó luôn 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 bị biến đổi là do cái chất hemoglobin nó bị biến đổi bởi oxy bởi những cái men ở bên ngoài, à, nó không còn đỏ đẹp như là, là là lúc mà mới cắt máu ăn thề đâu, à, rồi đấy, thì chúng ta biết là như vậy thì thế gì thế thì những cái gì à, có thể ngoài cái chuyện là máu đó thì những cái gì cũng lạ là làm cho phân chúng ta biến đổi màu. Thế thì những phẩm màu là có thể làm cho phân chúng ta biến đổi màu. À, những phẩm màu thì, Phẩm màu đầu tiên là phẩm màu tự nhiên. Phẩm màu tự nhiên, phẩm màu tự nhiên thì thường có trong thực vật. Thực vật là màu tự nhiên đấy, màu thực vật, là màu tự nhiên. À, mà đặc biệt là cái ruột của chúng ta, chúng ta không phải là con bò mà chúng ta cũng chẳng phải là con thỏ mà chúng ta cũng chẳng phải là con voi à, tại sao tôi nói cái con bò con thỏ con voi đây làm gì à, con bò con thỏ con voi hay con trâu hay con hưu con nai nữa thậm chí con ngựa nữa à, là những cái con đó là mình gọi là động vật ăn, ăn cỏ à, có nghĩa là nó có khả năng nó tiêu thụ những cái là thực phẩm thuộc là, 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 là rau mà rau là nó có cái chất gọi là trong khoa học nó có cái chất gọi là sen lulo à, đâm ra là con người chúng ta ông trời sinh ra chúng ta là trong ruột chúng ta cái chất sen lulo chỉ là chất đệm thôi. chất đệm cho cái môi trường trong ruột của chúng ta để cho chúng ta đi cầu không bón mà cũng không chảy để cho tạo một cái môi trường trong ruột để cho những cái con vi khuẩn trong ruột nó lên men nó tạo một cái môi trường hòa bình tốt đẹp cho môi trường của chúng ta, Chứ cơ thể chúng ta không có thể tiêu thụ và cắt xén cái 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 chất cellulose đó và hấp thu gì cả. Có bao nhiêu, hãy vô nhiêu là ra y chang mấy nhiêu, không có vô trong máu chúng ta chút nào. À nhưng mà con bò thậm à, chí con heo, con thỏ, con voi, con, con 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 ngựa, rồi không? Nó là những động vật ăn cỏ, có nghĩa là ông trời phú cho nó à, trong hệ tiêu hóa nó có có những cái men có thể thủy phân, à, tức là tôi nói là để những cái men để xử lý những cái chất Sendulo tức là chất có trong rau, tức là trong thực vật trong rau xanh, trong cỏ, trong rau xanh trái cây những chất gọi là chất chất sơ ông trời phú cho nó trong hệ tiêu hóa có những cái, cái men gọi là sanila để nó xử lý những cái chất sơ trong rau cải rồi vân thành những chất dinh dưỡng mà nó hấp thu vô máu Giờ đó người ta thấy nó ăn cỏ không có chả có cái gì á như con thỏ hay là con 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 bò hay con trâu nó chỉ có gặm cỏ thôi nhưng mà mình nói nó khỏe như voi khỏe như trâu khỏe như mà tức là nó nó sẽ thủy phân được trong rượu hãy đi thủy phân được những cái chất như là cỏ thành những cái chất axit amin chất đường chất đạm chất béo có trong thành phần cỏ hấp thu vô máu đó à, còn có người chúng ta không có hết đó làm ra có nhiêu là chúng ta đi ra bấy nhiêu cho dù chúng ta có ăn hàng tấn cỏ chúng ta ăn hàng tấn rau xanh hay là ăn hàng tấn trái cây là nó đi ra hết bởi vì trái cây À, rau xanh à, cỏ thì, thì ngoài cái chất đường đạm mà đơn giản trong đó chúng ta hấp thu được còn cái chất cellulose là chúng ta y, y, y nguyên tôi nói vậy để gì để chúng ta hiểu rằng là những chất mà nhuộm màu tự nhiên mà có trong thành phần cellulose à, có trong rau cải cái gì thuộc về rau xanh thì chúng ta đi nguyên si ra ngoài à, như vậy chúng ta thấy đôi khi chúng ta ăn có nhiều người rất là sợ gặp chúng tôi nói à, à em đi ra phân nó xanh nó màu cải cải, ôi chuyện nó bình thường, bởi vì nếu chúng ta ăn cải rất là nhiều thì là chúng nó là rất là cellulose nhiều cơ thể chúng ta chúng ta nhai làm sao gắn cái cộng rau nó như thế nào thì nó vô ruột vô bao tử hệ tiêu hóa ta nó đi ra y chang này, nó không có xử lý gì thêm hết tại vì ông trời không phú cho mình không không có tiêu thụ cái đó chỉ làm tạo môi trường trong ruộng thôi rồi đi ra bấy nhiêu do đó nếu ta ăn nhiều rau xanh thì phân chúng ta sẽ có khuynh hướng có màu xanh và có cái hình dạng cái sớ cải là bình thường không có cái gì hư hao hết chúng ta nếu mà chúng ta ăn rau cải xanh là chúng ta đi ra không thấy sớ cải gì hết không có gì hết thì chúng ta đã bị biến thành con bò mất rồi đấy chúng ta thấy như vậy rồi như vậy à, trở lại với các bạn bạn à, nếu mà chúng ta ăn À, rất là nhiều cái thanh long mà rụt đỏ, thì đó là phẩm màu, phẩm màu mà phẩm màu tự nhiên trong cái chất xelulô là thanh long trái cây là bản chất ngoài đường đạm muối thì nó vẫn là chất à, chất chất xelulô và trong thành phần xelulô nó trong cái xelulô đó tùy theo cái màu của nó thì cái màu đó nó sẽ nằm trong cái sớ sớ thịt của trái cây hay là của rau thì chúng ta phải đi ra nguyên si như thế ta không hấp thu được cái đó à, mặc dù nó từ thực vật từ thiên nhiên à, về đi thuyết chúng ta ăn sầu riêng hay chúng ta ăn mít thì chúng ta cũng có thể đi ra cái phẩm màu vàng vàng nhưng mà cái đó chúng ta không lấy bởi những trùng với màu phân hàng ngày của chúng ta ồ nói như vậy nãy giờ tôi nói chuyện vậy chắc mấy bạn hết thấy trái cây nó trở thành ngon rồi tại vì nghe nó đi từ trên xuống dưới đi ra nhưng thôi đó là cái tiêu hóa bình thường như vậy rút lại Ủa, nãy giờ nói dài dòng nó vui vẻ chút thì rút lại những gì thuộc về thực vật, thực vật tức là cây cỏ đó nói cho đơn giản, cây cỏ bao gồm cả trái cây cũng là cây cỏ à, từ thực vật, à, tức là cái, cái gì mà không có nhúc nhích được, không phải động vật, à, động vật là con thú rồi nọ, con này con kia à, thì là nó có chất đô và nó có màu gì thì nó ăn vào nó sẽ đi ra màu đó và đó là hiện tượng hoàn toàn bình thường vấn đề chúng ta ăn quá nhiều thì nó thay đổi màu màu phân à, rõ rệt để chúng ta thấy còn một số màu sắc rõ ràng thì gần như những cái trái cây à, thì nó ít có cái màu đen đâm ra chúng ta ít có vụ đi phân ra màu 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 đen à, rồi à, cái thứ hai à, tuy nhiên thực tế có những người đi phân ra màu đen à, đi phân màu đen thì nó sẽ có hai chuyện một là chúng ta ăn cái gì mà có chất uh, huyết rất là nhiều, Thí dụ chúng ta ăn thịt đỏ rất là nhiều, à, nhất là thịt bò bít tết đó, ăn rất là nhiều, bò bít tết còn sống mà chảy máu đỏ đỏ đỏ, đỏ luôn, à, hay là chúng ta ăn huyết, ăn tiết canh, à, những cái gì mà có cái chất máu nhiều, thì vào cơ thể chúng ta là chúng ta có thể đi ra phân, phân màu màu đen. À, còn một chuyện nữa đi phân màu đen là đúng trong đường tiêu hóa chúng ta bị xuất xuất huyết à, một số thuốc chúng ta uống vào cũng có thể làm biến đổi đi phân ra màu màu đen Thí dụ đó là thuốc bổ mà đặc biệt là chúng ta nhiều người việt chúng ta khoái uống thuốc bổ nhiều loại thuốc bổ mà đặc biệt những thuốc bổ mà chứa chất sắt rất là nhiều à nó rất là nhiều thuốc bổ chứa chất sắt thì chắc chắn là nó sẽ đi ra phần màu đen tùy theo lượng chất sắt có trong thuốc bổ đó, nhiều hay ít nếu mà rá nhiều chuyên về thuốc bổ chuyên về sắt không thì sẽ đi ra phần rất là sậm sậm màu giống như là phần máu này rồi phần máu đen này à, thứ hai là à, uống một số thuốc thí dụ như thuốc có gốc bismuth hay thuốc có gốc than hoạt là sẽ đi phần ra màu màu đen cái đó là hoàn toàn bình thường à. còn nếu mà chúng ta uống những loại đó ăn những loại thức ăn đó mà chúng ta chưa có thấy đi ra không có thấy màu đen thì có hai chuyện hệ tiêu quán ta quá tồi quá tồi có nghĩa là nó dễ bị tiêu chảy nó đi quá nhanh à, nó không kịp biến đổi một cái gì hết biến đổi quá ít nên là đi ra phần không có cái màu như mà mô tả về về thuốc. Rồi à, một số loại nước uống, ví dụ như chúng ta uống quá nhiều cà phê đen, thì chúng ta đi phân nó cũng rất là sậm sậm màu. Bởi vì đó là cái màu gọi là màu, Đó tôi nói màu của của gọi là là, là, là từ cà phê bản chất cũng là một loại loại trái, loại trái cái cái là hạt cà phê. Đấy. À, à, hay là chúng ta uống những cái loại thuốc thuốc bắt mình dân gian gọi là thuốc Bắc hay thuốc đông dược ấy. mà loại mà tẩm sao rất là nhiều tức là phải nấu lên thuốc để cho nó ra thuốc mà rất là nhiều cái màu nó sậm màu thì đôi khi chúng ta cũng, nó cũng làm nhiều màu thay đổi cái màu phân nó không có cái màu vàng của như tôi nói ban đầu như stecobidin và stecobidin nó không đủ để làm màu vàng của phân và như vậy À, chuyện màu thay đổi màu của phân à, thậm chí có một số thuốc ví dụ thuốc về đường tiểu ví dụ thuốc mà có gọi là metilen à, nó sẽ làm cho đi cầu ra màu hơi xanh xanh à, và chuyện đi phân ra màu gì thì nó độc lập với đi, đi tiểu ra màu gì à, nước tiểu của chúng ta người bình thường nước tiểu của chúng ta luôn luôn có một màu hơi ánh vàng không bao giờ trong veo không màu như là nước mưa không có chuyện đâu. Bởi vì tại sao? À, trong máu của chúng ta, trong máu của chúng ta luôn luôn tồn tại một lượng chất màu vàng. Người bình thường tôi cũng có bất cứ người nào cũng có đã là phàm là con người phải có cái chất màu vàng ở trong trong máu chúng ta à, ở một cái giới hạn cơ bản gọi là chất bilirubin và cái chất đó khi qua thận nó được biến đổi là khi đến thận theo dòng máu đến thận nó bị biến đổi thành chất tên là urobilin à. và urobilinogen và những chất này là nó cũng làm làm nhuộm màu vàng cho nước tiểu. đánh nước tiểu người nào đẹp lắm mà chúng ta đi tiểu mà như là nước mưa đó thì thôi rồi rồi thận gan cái người này không có tồn tại trên đời rồi. nó thành nước mưa rồi thì như vậy về mặt lý thuyết á, thì không nhất thiết là cái thức ăn nhuộm màu phân là phải nhuộm màu nước tiểu. Bởi vì hai cơ chế hoàn toàn khác nhau. Cái loại thức ăn muốn nhuộm màu được cái phân và nhuộm màu được cả nước tiểu thì nó phải hấp thu được vô máu rồi nó đi ra tới thận và nó thay đổi. Và trong quá trình đi đến thận à, trong máu đôi khi nó biến đổi khác với cái quá trình ở trong hệ tiêu hóa của chúng ta. Do đó cái chuyện mà à, nhuộm hai cái một lúc thì rất là khó. À, trừ một số loại thuốc thí à, dụ như cái loại thuốc mà trị nhiễm trùng đường tiểu thí dụ như chúng tôi gọi là cái, 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 cái thuốc mà có cái gốc xanh metilen à, thì cái gốc đó thì nó không hấp thu qua đường tiêu hóa nó có nhiều nó đi ra ngoài bấy nhiêu giống như thanh long ruột đỏ vậy đó à, và cái phần mà hấp thu vô máu bao nhiêu thì nó hấp thu y chang cái màu đó và nó tới thận nó cũng xả ra y chang không biến đổi thì những cái loại đó cực kỳ hiếm À, mà để mà nhuộm màu cả hai cái thì lúc đó đi, đi cầu phân cũng hơi xanh xanh mà đi tiểu ra cũng xanh xanh Đấy. À, rồi à, đó là là về nước tiểu rồi nước tiểu sẽ có những biến đổi gì gì mà chúng ta cần chú ý ví dụ nước tiểu mà chúng ta quá sậm màu sậm màu tức là màu nó giống như nước trà mà nước trà có nhiều loại nước trà khác nhau à, nước trà đậm thậm chí đậm đỏ đen luôn đỏ nâu luôn thì nước tiểu sậm màu là cái thường gặp nhất thì nước tiểu sậm màu thì chứng tỏ chúng ta uống nước quá ít hoặc thận chúng ta có vấn đề chúng ta lọc quá ít thì cái độ cô đặc nước tiểu nó cao nó sậm màu và cái đơn giản hơn là báo hiệu gan có vấn đề đặc biệt là hệ gan mật những bệnh lý về viêm gan hay là tắc mật thì nó sẽ làm nước tiểu chúng ta sậm sậm màu sậm ở các mức độ khác nhau giống như nước trà chúng ta pha đậm ở các mức độ khác nhau và À, nếu mà nước tiểu sậm mà dờm giống như gọi là vàng đen vàng nâu luôn thì cái đó báo hiệu một bệnh nguy hiểm hơn gọi là à, gọi là tiểu huyết sắc tố tiểu huyết sắc tố nó sẽ xảy ra ở những người bị sốt rét ác tính thể nặng à, thì gọi là sốt rét tiểu huyết sắc tố à, à, hoặc là hoặc là ở những cái người gọi là gọi là cái bệnh nó bệnh này hiếm gặp thôi gọi là bệnh poliuri niệu thì cái bệnh này là chuyên sâu chúng ta nói về dòng các bạn cũng rất là khó khó hiểu về cái bệnh porphyry hiểu này nhưng mà thường thường là để ý nếu vàng à, như nước trà ở các cấp độ khác nhau của nước trà thì báo hiệu một là chúng ta uống nước quá ít hai là thận chúng ta đã suy không có lọc được nước tiểu càng cô đặc quá nhiều và ba là bị viêm gan hay là bệnh bị bệnh lý về tắc mà chúng ta lưu ý những chuyện chuyện đó thì nó chính xác hơn rồi nước tiểu mà vàng hoặc thậm chí đỏ cam nhiều thì thường gặp trong vàng sậm hoặc đỏ cam nhiều thì gặp trong chúng ta uống kháng sinh đặc biệt là những kháng sinh gọi là mạnh trị phong lao cùi hủi hoặc là lao thì là nó ra nước tiểu đỏ cam luôn à, à, cái thứ kế đến nữa à, cái cái kế đến nữa là chúng ta uống quá nhiều vitamin à, đặc biệt là vitamin nhóm B à hay là uống 3 B thì đặc điểm của vitamin nhóm B khi chúng ta uống nhiều vô và uống vào thì nó sẽ một phần nó trừ vì chúng ta đang thiếu trầm trọng chứ nếu không là nó xài rất là ít còn bao nhiêu nó sẽ thải qua nước tiểu với dạng nguyên vẹn và nó làm đổi màu nước tiểu do đó nhiều người nói là người ta ủa tôi uống 3B, B1, B6, B12 gì đó mấy BB đó vitamin đó bổ thì người ta thấy nước tiểu nó, 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 nó vàng đậm hơn là do cái lý do đó À, còn nếu mà chúng ta uống quá nhiều vitamin C hay chích rất quá nhiều vitamin C thì nước ta tiểu chúng ta có khuynh hướng đặt lại và lợn cận dòm giống như hơi hơi đục đục à, giống như có cặn đó làm nhiều người sợ tưởng mình tôi đàng hoàng lắm tôi không có bậy bạ gì hết mà sao nước tiểu nhìn nó đục đục giống như có có mũ hay có gì mà tôi con người đàng hoàng lắm không có bậy bạ gì hết à chúng ta lưu ý một số cái đặc điểm đó rồi như vậy là nói sơ qua để các bạn nắm được nước tiểu cũng như là phân chúng ta thay đổi rồi như vậy rồi về cái phân thì những cái trường hợp nào phân nào chúng ta cần lưu ý đi khám bệnh thứ nhất là một là phân đen mà nếu chúng ta không uống những loại thuốc mà tôi đã kể và à, nay là không ăn huyết không ăn gì hả hay là những thực phẩm à, có máu đỏ nhiều thì đó là báo hiệu là cái đường tiêu hóa chúng ta bị tổn thương hai là chúng ta đi cầu phân sệt đặc biệt là khi chúng ta rửa chúng ta dội còng ta thấy có ván mở hay chúng ta rửa chúng ta cảm giác nó là nhớt tay nhiều thì chúng ta nên đi đi khám bệnh thứ ba là số lần đi cầu à, số lần đi cầu à, tức là người bình thường tôi đã nói rồi chúng ta đi cầu bình thường là từ 4 lần tới 10 lần một tuần là cái giới, cái giới hạn của người bình thường nhưng mà tùy ví dụ tôi là thông thường tôi đi khoảng 6 tới 8 lần một tuần nhưng mà người khác họ đi có bốn lần một tuần thôi thì nếu mà tôi thay đổi tôi đi ít hơn cái bình thường đó thì tôi vẫn là thay đổi thói quen đi cầu mà những cái sự thói, thay đổi thói quen đó à, mà nó kéo dài quá hai tuần thì, thì thì nên đi à, khám bệnh thì đó là một cái vài điểm lưu ý còn chuyện mà chúng ta à, đi cầu mà thấy trời ơi tôi thấy còn cộng rau ha, à, cái hạt gì đó là bình thường phải xem là bình thường chứ phải ruột chúng ta hư hư là hư cái răng chúng ta với là chúng ta nhai không có kỹ chứ nhớ lại chúng ta là con người chúng ta không phải con bò chúng ta không phải con trâu không phải con voi ông trời không phú cho chúng ta tiêu hóa xử lý cái chất senilo trong rau cải do đó về nguyên tắc chúng ta ăn rau cải trái cây những cái phần ngọt phần béo bổ thì nó hấp thu nhưng cái phần sơ tức là cái phần cộng phần hạt phần sơ sợi vô nhiêu là đi ra bấy nhiêu chúng ta nhai đứt nó như thế nào chúng ta cắt bằng dao trước như thế nào rồi vô miệng ta nhai nó còn bao nhiêu cộng bao nhiêu thì nó đi cầu ra phân cũng phải bấy bấy nhiều à, chứ không có hấp thu những cái đó do đó cái đó không phải là cái đáng sợ không phải là cái bệnh lý mà cái đó là cái bình thường của con người còn nếu chúng ta ăn cộng rau mà chúng ta nhai ít nhai nhiều gì mà nó sạch sẽ hết trong người chúng ta thì chúng ta không phải là con người tại tạo hóa đã phú cho chúng ta không hấp thu không sử dụng chất sơ chất sơ tức là cộng rau cộng cỏ à, cái sơ cái chất gọi là cái chất thịt của trái cây là chúng ta chỉ hấp thu cái phần bổ dưỡng còn phần sơ đó là chỉ tạo cái môi trường vậy cái đó là cái cần lưu ý mà rất nhiều người hoảng hốt yêu cầu bác sĩ phải chữa cho hết cái đó à, tôi đâu không thể nào chữa người ta trở thành con bòi con voi để mà tiêu thụ những cái chất đó chỉ có điều khi chúng ta bị bệnh lý về tiêu hóa đường ruột hay là về tụy hay về dạ dày thì chúng ta dễ bị tiêu chảy thì khi chúng ta tiêu chảy thì chúng ta chú ý nhiều hơn tính phân và khi chúng ta tiêu chảy thì những cái chất xơ đó nó chảy qua cái ruột chúng ta lẹ hơn À, chúng ta đi cầu chúng ta dòm thấy lợn cỡ những cái chất sơ đó những cái cặn gãi đó chúng ta sợ rằng là hệ tiêu hóa chúng ta hư thiệt, à, thiệt sự hệ tiêu hóa chúng ta không có hư à, chữa chúng ta chữa có lanh hệ tiêu hóa thì những chất sơ đó nó vẫn tồn tại trong phần tôi nhắc đi nhắc lại điều này rất nhiều lần chúng ta là con người cho các bạn hãy yên tâm nếu chúng ta đi cầu còn thấy những cái chất sơ đó vấn đề là số lần đi cầu chúng ta 4 tới 10 lần một tuần hai đi cầu nhẹ nhàng không mót không đau à, không thay đổi độ đổ cứng đặc gì đáng kể bình thường thì cái đó là bình thường mà quan trọng chúng ta vẫn lên cân ăn ngủ bình thường thì đó là hệ tiêu hóa chúng ta bình thường à, để thay cho lời kết thì chúng ta tôi xin nói là à, chúc các bạn à, vui vẻ và cảm giác hạnh phúc với hệ tiêu hóa của mình nếu thấy những điều bình thường và những điều hơi bất thường à, do thay đổi màu sắc hay số lần đi cầu như tôi vừa trình bày trong clip thì các bạn cứ bình tĩnh vui vẻ và tận hưởng những gì đang chúng ta đang được hưởng rất là hạnh phúc mến chào các bạn hãy đăng ký kênh alo bác sĩ video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe